Rồi nói lại, nãy giờ không thèm nhìn gì hết trơn, mất công quá. Biểu thức chính quy là gì? Là các bạn đưa ra các cái chuẩn nhập liệu mà nếu người dùng nhập sai chuẩn này không chấp nhận. Giống như hôm trước mình làm là điểm là phải từ 0 đến 10. Nếu nhập nhỏ hơn 0, lớn hơn 10 là không chấp nhận. Hoặc số chứng minh, hoặc số điện thoại. Nếu điện thoại mà các bạn nhập ký tự vô trong đó thì không được. Chứng minh nhân dân có ký tự trong đó thì không được. Mã số sinh viên mà hai ký tự đầu không phải ký tự mà là số cũng sai luôn. Tức là đó là những cái dạng chuẩn chuẩn hóa. Vậy chúng ta chỗ này chúng ta muốn làm một cái số điện thoại mà theo đề yêu cầu. Ví dụ người ta yêu cầu là nhập từ 0 đến 9. Tức là gì? Tức là chỉ chấp nhận ký tự số. Chỉ chấp nhận ký tự số. Còn ở phía sau cái dấu ngoặc nhọn này nè, nó sẽ cho mình biết số lần lập bao nhiêu lần. Số lần lập bao nhiêu lần. Vậy nếu như nó có số 3 là bạn gõ ít nhất 3 lần mới được, còn nhiều nhất là 7 lần. Tức là chỗ này chúng ta có thể gõ 3 số, 4 số, 5 số, 6 số, 7 số đều được hết. Nhưng mà 2 số là không được, 8 số là không được. Còn nếu như người ta cho một số n duy nhất thì phải gõ đúng số đó. Giống như thầy khai báo bài này. Thầy khai báo chứng minh nhân dân của mình là một chuỗi các chữ số từ 0 đến 9 và lặp lại 9 lần, nếu 8 lần cũng không được luôn. 8 lần cũng không được. Rồi, chỗ này đây là mình kiểm tra đơn giản ha, chưa có gì phải 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 lồng vô hết. Thì thầy kiểm tra cái gì? Nhập vô chuỗi xong rồi kiểm tra là có đúng biểu thức chính quy hay không. Nếu đúng thì thông báo là bạn nhập đúng rồi, còn nếu không đúng thì bạn nhập sai rồi. Thử chạy. Khi mà dùng lệnh scan vào cái chuỗi chứng minh nhân dân, sau đó mình lấy cái chuỗi chứng minh nhân dân mình kiểm tra với cái chuẩn đúng hay sai. Tí nữa mình sẽ làm, mình ghép chung vô cái chỗ nhập luôn. Nhập vào số chứng minh nhân dân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó là đúng chuẩn nè. Enter. Bạn đã nhập số chứng minh nhân dân đúng chuẩn. Chạy lại. 1, 2, 3, 4. A, 6, 7, 8, 9. Cũng đúng độ dài luôn. Enter. Nhập sai à. Bây giờ làm thế nào để nó nhập khi nào đúng thôi. Nếu sai cứ thoát, cứ quay quay lại nhập hoài. Dùng gì? Dùng vòng lặp while, while đến khi nào? À, while đến khi đúng thôi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tạm thời gác em này qua. Chỗ này bây giờ chúng ta sẽ while cái gì đây? Nếu dùng do while trong Java mình dùng sao? Tức là while kiểm tra sau á. Dùng sao? Nếu bình thường mình sẽ dùng while như thế này. Đó, ví dụ bình thường mình sẽ dùng while. Mình kiểm tra trước. While mình kiểm tra trước. Còn nếu mình dùng do while thì sao? Thử coi nào. While kiểm tra sau. Thử nha. Mình sẽ nhập vô một chuỗi
Nhập vô một chuỗi. Bạn nhập vào chứng minh nhân dân. Sau đó kiểm tra cho ông ta. Cái này mình khai báo ở trong nó không chịu, phải khai báo ở ngoài. Một hai ba. Sao? Kiểm tra sau, kiểm tra sao? Này là không được rồi. Nếu mà why do mình kiểm tra trước thì dễ, bây giờ kiểm tra sau. Nhập rồi mới kiểm tra. Nhập rồi mới kiểm tra. Do why, nhớ nha. Do why, thêm do vô. Vậy mình sẽ kiểm tra cái gì? Kiểm tra khi nào đúng thì thôi. Nhập chứng minh nhân dân, enter. Hết vậy. Sao nó không quay lại? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. À đúng thì nó lại quay lại. Vậy chỗ này mình phải làm gì? Not vô đây. Not vô đây. Gin file. Nhập tầm 7 cái coi. Nhập lại. Tầm 7 tiếp, nhập tiếp. Nhập tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hết. Được không? Như vậy là mình yêu cầu nó nhập chứng minh nhân dân theo đúng chuẩn của mình. Bây giờ tiếp tục. Nhập gì nữa? Số điện thoại di động. Không. Đầu tiên. Sau đó xịt D. Xịt D là gì? Tương ứng với xịt D hay là 0 đến 9, giống như lúc nãy mình làm là giống nhau. Và số điện thoại của mình có mấy số? 10 số hoặc 11 số. Như vậy nếu mà điện thoại 10 số thì chỉ cần nhập 9 với số 0 này nữa là 10. Còn nếu số điện thoại của mình là 11 số, mà bây giờ hết rồi. Bây giờ mấy? Tất cả 10 hết hả? À, như vậy thì 9 hoặc 10. Đây là biểu thức chính quy của số điện thoại. Các bạn sẽ khai báo cho thầy một cái chuẩn của số điện thoại. Số điện thoại bằng rồi chỗ này phải add số điện thoại tương tự như vậy. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm cho thầy nhập vào số điện thoại. Net, net, net.
chỗ này chú ý là mình đa số là mình sẽ netline nha. Còn ví dụ sau này các bạn muốn chuyển nó thành số đó thì mình dùng sẽ ép kiểu qua. Còn biểu thức chính quy là chúng ta dùng kiểu chuỗi để kiểm tra. Rồi sau đó mình muốn số thì mình chuyển qua sau. Chỗ này S của số điện thoại, S của số điện thoại mệt với lại chuẩn số điện thoại. Chuẩn số điện thoại. Rồi sau đó mình xuất ra một cái đi để mình biết là mình đã nhập được cái gì. Chứng minh nhân dân cộng với hết chứng minh nhân dân cộng với số điện thoại. Cộng với S số điện thoại. Zin file. Chứng minh nhân dân nhập sai. Nhập lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi qua số điện thoại. Nhập số 1 trước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 là đủ 10 số. Nhập sai, nhập số 0 trước, 9, 0, 2, 3, 5, 1, 2, 6, 8. Enter, đúng. Được chưa? Đó là biểu thức chính quy. Và xuống một cái phức tạp hơn. Ví dụ xe máy Sài Gòn. Xe máy Sài Gòn thì nó sẽ có ví dụ như của thầy là 59 gì nè, KN 38198. Ok. Đó, như vậy có hai số trước, sau đó có hai chữ, sau đó có năm năm số. Như vậy mình sẽ thử coi thử nó có cái gì. Năm là Sài Gòn luôn luôn là năm cố định, nếu nhập sai số năm không chịu. Rồi chữ số không có lần nào, tức là lặp một lần, không có lần nào, không ghi gì hết, tức là lặp một lần. Tiếp tục dấu trừ. Rồi từ A đến Z, từ A đến Z K N 1 bậy bạ không, của thầy là N 1. Rồi như vậy chữ viết hoa xuất hiện một lần, chữ viết hoa xuất hiện một lần, số xuất hiện một lần. Đây số này xuất hiện một lần nè. Nếu mà chỗ này em nhập là KN hoặc là KA gì đó là nó ra xe 50 á. Tí nữa mình nói xe 50 thì mình ghi chuẩn khác. Đây là cái chuẩn mình cần nhập nè. Chuẩn mình cần nhập. Là chỗ này là số thầy để màu xanh đi. Số để màu xanh. Đó, chỗ nào số là màu xanh. Như vậy chỗ này số nè. Chỗ này số cố định là có số 5 cố định rồi. Số 9 cố định là màu xanh nè. Được không? Đây số 9 này nè, màu xanh nè. Nó đó. Rồi tiếp tục chỗ này là D nè. Số nè. Phần trăm xuyệt D. Xuyệt D là số đó. Đây số 1 là số đó. Nó đó. Rồi tiếp tục gì nữa nè. Lặp 4 lần một số hoặc là
Cái này là biển số có 4 số nè. Hoặc là lặp 3 lần, sau đó chấm một cái, lặp 2 lần. 3, 8, 1, 9, 8. Như vậy, khi mà mình đưa ra cái biểu thức chính quy này là mình nhập cho biển số xe 4 số hoặc 5 số. Còn nếu mà xe 50 thì sao? Xe 50 thì chỗ này chỉ cần làm gì? Mở ngoặc 2, đóng ngoặc. Không. Nếu xe 50 thì chỗ này bạn sẽ dùng là D, là dành cho xe trên 50 hoặc là A đến Z. Đó. Nếu như bạn muốn nhập chuẩn cho cả xe 50 luôn thì bạn thêm cái này vào cho thầy. Thêm chuẩn cho xe 50 luôn. Được không? Về thử nha. Thì mình copy nguyên cái cụm này, mình đẩy vô biểu thức chính quy thôi. Đây, copy nguyên cụm này đẩy vô biểu thức chính quy. Trong này mình sẽ báo thêm cái nữa là gì? Chuẩn gì? Số xe. Bảng số xe. Phức tạp thế đấy. Chuẩn bảng số xe. Rồi. Xuống đây mình sẽ ép bảng số xe. Rồi tương tự làm gì? Nhập Shift Antenna F để cho nó chỉnh lại. Nhập vào biển số xe thì S biển số xe bằng netline. Tại sao mà thầy không gõ mà thầy luôn luôn dùng gợi ý? Thầy chỉ gõ chữ B thôi. Tránh trường hợp mình gõ sai, nhầm. Khi mà bạn gõ ký tự đầu, rồi sau đó là bạn gõ ký tự sau là bằng cách là dùng cái gợi ý thì nó gần như là đúng 100%. Mình tránh những trường hợp lỗi không cần thiết. Số điện thoại cộng tiếp xịt tê biển số xe. Cộng cho S biển số xe. Được không? Chạy cái coi. Nhập chứng minh nhân dân. Thôi nhập đúng đi ha, đừng có làm khó nó làm chi. Nhập số điện thoại. Rồi nhập biển số xe tầm 7. Không được. 59 N1 381.98. Ủa sao sai? Hả? 381.98 biểu thức chính quy từ A đến Z. D mình dư rồi, phải không?
chính triệt D một cái triệt D. Cái hoặc chỗ này nó có hiểu không vậy? Hoặc rồi mình thử từng đoạn đi, dài quá. Nhập vào rồi sức biển số xe ra thôi, mình đang test cái biển số xe thôi. D A đến Z. Năm số một chữ chuẩn biển số xe, biển số xe 59 đúng rồi, 59 đây nè. Tiếp tục để vô dấu ngoặc chứ. Đúng rồi, chỗ này chắc sai chỗ này quá. Sai đây nè. Năm chín ok, sai chỗ này. Đấy, như vậy từ từ mình sẽ dần dần mình sẽ phát hiện ra nó sai cái gì. Được chưa? Thực ra cái biểu thức lúc nãy mình chỉ cần thêm chỗ này dấu ngoặc nữa là xong nè. Đóng dấu ngoặc chỗ này nữa là đủ nè. Rồi, xong nha. Zin file 59N1381.98. Ok. Right.
Rồi, biểu thức chính quy. Còn gì để hỏi nữa không? Tức là nó sẽ có các cái dạng này nè. Đây, mình quan tâm đến các cái này. Định dạng từng loại muốn nhập. Sau đó, chỗ đó muốn nhập bao nhiêu thì chúng ta sẽ định dạng cho nó ở đây. Được chưa em? Ok.